Hello mọi người, đã quay trở lại với series Fullmetal Alchemist. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục những diễn biến tiếp theo của bộ phim Càn Dạ Kim Thuật Sư ở dưới đây nhé. Bắt đầu nhé. Tập 11. Thị trấn Xenotham từng rất giàu có vì là nơi sản xuất vàng, nhưng hiện tại nó chỉ là một nơi tồi tàn hẻo lánh. Hero nói rằng đây là nơi hoàn hảo nhất để sử dụng hòn đá chiết gia, vì chẳng ai nghi ngờ về số vàng được tạo ra từ một thị trấn chuyên sản xuất vàng cả. Trên đường vào thị trấn, siêu lùng ngoại hạng đã dùng giả kim thuật để cứu một cô bé bị mắc kẹt bên dưới chiếc xe khai thác. Để cảm tạ lòng tốt ấy, người dân của thị trấn đã chiêu đãi hai anh em nhà Arup một bữa ăn thịnh soạn. Một người tên là Rachel đột nhiên xuất hiện. Anh ta là cậu cô bé Elisa mà Arup đã cứu. Theo lời của cô bé kể thì từ lúc thị trấn bắt đầu sản xuất vàng, người dân trong thị trấn không còn chú trọng vào chuyện trồng cây nữa. Chớ trêu thầy, Rachel lại là một người nông dân chân chính, bởi vì thế mà mọi người rất ghét sự xuất hiện của người đàn ông này. Khi người dân trong thị trấn biết danh tính của Ero và Ero, mọi người liền tống cổ hai anh em ra ngoài vì cho rằng họ chỉ đang giả mạo anh em nhà Ero. Để tìm hiểu ngọn ngành của mọi chuyện, Siêu Lùng Ngoại Hạng cùng với cậu nhóc giáp sắt cùng nhau tới lâu đài nơi mà người dân cho biết là nơi ở của anh em nhà Ero thật sự. Trong lúc tìm hiểu tài liệu về hòn đá chiết gia bên trong lâu đài, Ero và Ero đã bị những tên mạo danh phát hiện. Để dạy cho gã cao kêu một bài học, Siêu Lùng Ngoại Hạng liền phô diễn kỹ năng chiến đấu của một nhà giả kim thuật sư quốc gia. Bằng cách nào đó mà hắn ta đã có thể thi triển giả kim thuật mà không màng đến quy luật trao đổi đồng giá. Howard nghi ngờ rằng tất cả có thể là sức mạnh của hòn đá chiết gia. Cảm thấy tình hình bất lợi, hai anh em nhà Oryx Hand Grill đã tạm thời rút lui để chờ thời cơ phất cờ khởi nghĩa. Trong lúc đó, bên dưới hang động ngầm, tên đại điện chủ của thị trấn là Smurwa đang bàn tán về một chuyện xấu xa cùng với Lut. Bezo đã mời hai anh em nhà Oryx đến nhà của mình ta túc. Hiện trong thị trấn thì chỉ có duy nhất anh ta tin tưởng Ero và Alo. Sáng hôm sau, cậu nhóc giáp sắt được nhờ vả đi mua thuốc chữa bệnh cho cô bé Elisa. Nhưng bà chủ tiệm thuốc trong thị trấn coi cậu ấy là một tên lừa đảo và đuổi ra ngoài ngay lập tức. Để giúp đỡ cho Alo, em trai của tên giả mạo đã mua thuốc cho cậu ấy. Cậu nhóc tiết lộ rằng để tham gia nghiên cứu của Mosra thì anh em họ phải sử dụng cái tên Oryx. Bởi vì chỉ có Ero và Alo là hai người trẻ tuổi nhất được công nhận là giả kim thuật sư quốc gia. Ngoài ra, cậu nhóc giả mạo còn nói về hòn đá chiết gia chính là nghiên cứu cả đời của bố cậu ấy. Vì bố đã mất tích không rõ lý do, người anh giả mạo tự ép bản thân phải hoàn thành công việc còn dang dở của bố mình. Không thể chịu đựng được việc tên giả mạo xem thường quy luật trao đổi đồng giá, Hero đã đề nghị với em trai sẽ tiếp tục lẻn vào lâu đài một lần nữa. Từ đó, nhờ đột nhập từ lòng đất, Siêu Lùng Ngoại Hạng đã phát hiện ra nguồn gốc của những hòn đá chiết gia giả. Đột nhiên, Hero bị ngất đi nếu không nhờ có sự xuất hiện kịp thời của Fletcher, thì có lẽ Siêu Lùng Ngoại Hạng đã mất mạng. Cậu nhóc giả mạo nói rằng nguồn gốc của căn bệnh ho trong thị trấn chính là do thứ nước màu đỏ chế tạo hòn đá chiết gia gây ra. Anh trai của Fracture xuất hiện và định tấn công Edo bằng hòn đá chiết gia hàng Pha Ke. Là một giả kim thuật sư có kinh nghiệm, Siêu Lùng Ngoại Hạng thừa biết những thứ mà viên đá đỏ đó tạo ra chỉ là những món hàng kém chất lượng. Không thể chiến thắng bằng vũ lực, anh ta liền chuyển sang chơi bẩn. Để hạ gục Edo, anh trai của Fracture sẵn sàng bắn thứ nước màu đỏ độc hại vào cậu ấy. Để ngăn cản sự mù quáng của anh trai mình, cậu nhóc giả mạo đã lấy thân mình ra để bảo vệ cho Ero. Tập 12. Nghe được có động tĩnh trên tầng, Mosra liền có mặt để xem xét tình hình. Để giúp cho Ero và Ero có thể trốn thoát, Fletcher ngay lập tức dùng giả kim thuật để có thể câu kéo thời gian cho hai anh em nhà Frederick. Tinh đại điền chủ bắt đầu lộ bộ mặt xấu xa, liền dùng hòn đá chiếc da giả tạo ra một sợi dây để khống chế cặp anh em giả mạo lại. Khi trở về thì Ero đem mọi chuyện xảy ra ở lâu đài kể cho Bezio biết. Anh ta không mất quá nhiều thời gian để nhận ra cặp anh em giả mạo ở lâu đài chính là con trai của Nat Stringham, người đã sáng chế ra dòng chảy màu đỏ. Cậu của cô bé Elisa kể rằng Nat là người của thị trấn. Anh ta tìm đến trung ương để có thể tìm cách vực dậy thị trấn đang suy tàn khi mà vàng ở nơi đây dần cạn kiệt. Vào một ngày nọ, Mosra tìm cách tiếp cận Nat vì biết anh ta đang nghiên cứu về dòng chảy đỏ. Ban đầu, bố của hai anh em giả mạo đã từ chối. Nhưng khi nghe đến việc dòng chảy đỏ có thể cứu sống người dân trong thị trấn, anh ta liền thay đổi ý định và chấp nhận đến khu mỏ của Mosra để bắt đầu làm việc. Không lâu sau đó, Xenotham một lần nữa hưng thịnh trở lại. Nhưng rồi biến cố đã xảy ra, một căn bệnh quái ác không có cách chữa trị xuất hiện. Căn bệnh này đã giết chết những đứa trẻ sau khi chúng được sinh ra từ bụng mẹ. Elisa là một cô bé may mắn. Khi cái chết cận kề thì một bác sĩ giả kim thuật tên là Smarkle đã đến thị trấn. Ông ấy biết rõ nguyên nhân gây bệnh và là người duy nhất có thể chữa khỏi căn bệnh quái ác do nguồn nước màu đỏ gây ra. Cảm thấy tội lỗi về những sai lầm đã gây ra, Nash vĩnh biệt thị trấn một đi không trở lại. Đồng cảm với anh em Fletcher, Edo và Alan quyết định là sẽ trợ giúp cho bọn họ.
Musgrove vì muốn tiếp tục nghiên cứu đang bị bỏ dở, hắn ta đã âm mưu lừa anh em nhà Ulrich Hangreal vào chồng. Nhưng khôn như lão ta thì quê của thằng Aaron nó xích đầy. Xếp lùng ngoại hạng chỉ đồng ý tiếp tục nghiên cứu của Musgrove trước khi lão ta cho cậu ấy gặp cặp anh em giả mạo. Khi vào trong ngục, Aaron liền nhanh chóng giải thoát cho Fletcher và anh trai của cậu nhóc. Sau đó tiếp tục quay lại để vạch trần bộ mặt thật của tên đại điện chủ ác độc này. Lão ta cũng đã chuẩn bị từ trước một dụng cụ để có thể chuyển hóa những hòn đá chiếc da giả dùng để tấn công. Sự công phá của thứ vũ khí ấy khiến cho Aero và Alan gặp khó khăn trong việc tiếp cận Musgrove. Lúc này đây, Fletcher và anh trai của cậu ấy liền dùng giả kim thuật chân chính để khống chế tên đại điện chủ ác độc này lại. Không để lỡ một cơ hội quá ngon ăn, anh em nhà Ulrich dùng sức để đẩy cây trụ đá khổng lồ về phía của Musgrove. Bằng một lối đi bí mật, tên đại điện chủ đã thoát chết trong gang tấc và biến mất xuống bên dưới hang động ngầm. Không để cho lão ta có cơ hội thoát thân, hai cặp anh em đến từ hai gia đình khác nhau nhanh chóng đuổi theo. Với tài năng của họ thì bắt tên này là chuyện dễ ợt. Điều mà bọn họ lo lắng chính là việc nguồn nước độc từ con suối đỏ đang tràn ra ngoài thị trấn. Edo nhanh trí tạo ra một bức tường chắn thu nhỏ phạm vi tràn bờ đê của dòng nước đỏ. Còn anh em Fletcher cùng phối hợp với nhau dùng giả kim thuật để khiến cho những cái cây hút toàn bộ thứ nước độc hại ấy. Hiểm họa về nguồn nước độc hại kèm theo con bệnh quái ác đã hoàn toàn chấm dứt. Edo và Alo sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã ngay lập tức rời khỏi thị trấn để tiếp tục hoàn trình. Anh trai của Fletcher nói rằng tên của cậu ấy là Russell. Từ bây giờ, hai anh em họ sẽ tập trung vào việc phát triển nông nghiệp cùng với ông chú Basil. Tập 13. Sau một thời gian dài chu du khắp nơi, hai anh em nhà Ulrich cũng đã quyết định là quay trở lại trụ sở phía đông để báo cáo chi tiết về hòn đá chiếc da Trevor Mustang. Tất cả quá trình mà Ador trải qua đều bị gã đại tá nắm rõ trong lòng bàn tay dù không rời khỏi trụ sở dù chỉ là một bước. Roy nói rằng siêu lùng ngoại hạng nên từ bỏ việc tìm kiếm hòn đá chiếc da để chú tâm vào việc thực hiện nghĩa vụ của một người lính trong quân đội. Bởi vì đã trải qua 3 năm dài, Edo vẫn vô vọng trong việc tìm kiếm mục tiêu của đời cậu ấy. Siêu lùng ngoại hạng đã ngay lập tức từ chối yêu cầu đó của Roy. Trước đó, tại thị trấn Sonotham, cậu ấy đã đến rất gần với hòn đá chiếc da khi mà nghe thông tin về một vị bác sĩ tên là Marco, người duy nhất có thể chữa khỏi chất độc của thứ nước màu đỏ mà ai cũng phải bó tay chịu thua. Đột nhiên, chuẩn tướng Grant cùng với cấp dưới của ông ta xuất hiện và thông báo rằng văn phòng phía đông của Roy sẽ trở thành trung tâm chỉ huy trung ương tạm thời để điều tra về một vụ gì đó. Trong giờ ăn trưa thì khi nghe Odo và Hilser nhắc đến người bác sĩ bí ẩn tên là Marco, Roy đã xen ngang vào và cho cả hai biết người mà họ đang bàn tán chính là một kẻ đào ngũ khỏi quân đội 6 năm về trước. Tò mò về người đàn ông này, sau lùng ngoại hạng một lần nữa đến tìm Roy nhằm moi thông tin mà anh ta đang che giấu. Tuy nhiên, gã đại tá vẫn giữ kín miệng và không có ý định cho Edo biết về người bác sĩ bí ẩn đó. Hazel tìm gặp đến siêu lùng ngoại hạng để nói cho cậu ấy biết bài kiểm tra đánh giá năng lực của giả kim thuật sư quốc gia sẽ diễn ra tại căn cứ phía đông, chứ không phải là ở trung ương như mọi khi nữa. Edo sau khi nghe thông báo này liền nảy ra ý định là thách đấu với Roy Mustang nhằm moi ra những bí mật mà anh ta đang che giấu. Ngoài ra, nếu thua trận, gã đại tá sẽ phải nuôi giùm họ một con mèo hoang mà Alo đã tìm được ở ngoài đường. Roy là một người có tham vọng cực kỳ lớn. Đại tá không phải là điểm dừng cuối cùng của anh ta mà chức vụ quốc trưởng mới chính là thứ mà Roy nhắm đến. Lý do trở thành kẻ đứng đầu quân đội của cha nội này cũng không có gì to tát. Chủ yếu là muốn toàn bộ nữ nhân viên đều phải mặc váy ngắn mà thôi. Sờm chúa ghê luôn đó trời. Trận đấu giữa Ken giả kim thuật sư và Hỏa giả kim thuật sư được bắt đầu ngay ngày hôm sau. Để có được thông tin của bác sĩ Marco, Aero quyết định là sẽ chơi khô máu với cấp trên trong lần này. Tuy nhiên, kinh nghiệm chiến đấu của Roy đã áp đảo hoàn toàn kỹ năng của siêu lùng ngoại hạng. Gã đại tá trẻ đã sở hữu một chiếc găng tay đánh lửa, chỉ cần ma sát nhẹ anh ta đã có thể tạo ra lửa từ chiếc găng tay ấy. Với việc điều chỉnh mật độ oxy trong không khí, Roy có thể tung ra những đòn tấn công có sức công phá lớn không thua gì súng đạn. Nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của Edo làm cho gã đại tá nhớ đến một quá khứ không tốt đẹp gì mấy. Lợi dụng sơ hở đó, sứ lùng ngoại hạng liền chĩa mũi kiếm về phía anh ta. Rất may, quốc trưởng đã kịp thời ngăn trận đấu này lại trước khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát. Dù Edo không giành chiến thắng nhưng Roy cũng đã cho cậu ấy những thông tin mà cậu ấy muốn biết. Đại tá nói rằng 6 năm về trước, một cuộc phiến loạn được gọi là Isbo đã nổ ra và người hiểu rõ về nó nhất chính là bác sĩ Marco, người đã đào ngũ khỏi quân đội. Sau khi có được manh mối, hai anh em nhà Ulrich đã tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm hòn đá chiếc da của mình. Edo cũng không hề biết rằng có một mối nguy hiểm đang đe dọa đến cậu ấy. Theo lời của Hilser thì thời gian qua ở Trung ương đã có vô số giả kim thuật sư quốc gia bị thảm sát. Kẻ đã gây ra việc đó vẫn còn đang lẩn trốn trong bóng tối và chờ thời cơ để tiếp tục bành trướng tội ác của hắn ta. Tập 14. Nhiều cuộc bạo động xảy ra khắp thị trấn Lure kể từ khi mà tên mục sư giả lên nắm quyền. Mọi thứ càng hỗn loạn hơn khi mà những người dân đã từng rất đoàn kết chuyển sang chiến đấu và thanh toán lẫn nhau.
để đàn áp cuộc bạo động, quân đội đã vào cuộc và thẳng tay giết chết bất cứ người nào dám chống đối. Trong khi đó, Blood và bè lũ của anh ta, những kẻ khiến thị trấn Liora rơi vào tình trạng tồi tệ, lại đang rất bình thản mặc dù rất nhiều sinh mạng vô tội đã ngã xuống. Hiện tại ở Trung ương, gã sát nhân gây ra những cái chết cho những giả kim thuật sư quốc gia được gọi với cái tên là Scar đang làm mưa làm gió. Được Roy cho biết nơi ở của người bác sĩ bí ẩn tên là Margot, hai anh em Eric liền nhanh chóng lên đường đến một thị trấn yên bình. Người dân nơi đây cho biết có một vị bác sĩ tên là Mauro rất tốt bụng, có khả năng chữa được bá bệnh. Qua những lời nói của cư dân nơi đây, Mauro liền nhận ra ngay đó chính là người mà anh em họ đang tìm kiếm. Tuy nhiên khi gặp mặt Mauro thì vị bác sĩ này đã dùng súng để đe dọa anh em nhà Eric vì tưởng rằng họ được quân đội cử đến để bắt ông ấy. Khi biết Mauro và Alu không phải là người do quân đội cử đến, Mauro đã mời hai anh em họ vào nhà và kể cho họ nghe mọi chuyện xảy ra 6 năm về trước. Vị bác sĩ già nói rằng chính vì những nghiên cứu của ông ấy mà những người dân ở Isobo đã bị thảm sát một cách thảm khốc, bất kể là người già hay trẻ nhỏ. Siêu lùng ngoại hạng vì nôn nóng muốn biết các tài liệu nghiên cứu của Marco nên đã cư xử một cách lỗ mãng. Bằng giả kim thuật, Aro tìm ra bên trong những bức tường của vị bác sĩ già có chứa một lọ nước màu đỏ được cho là nguyên liệu để chế tạo hòn đá chiếc da. Lúc này, chuẩn tướng Brand bất ngờ xuất hiện và yêu cầu Marco phải giao nộp toàn bộ các nghiên cứu có liên quan đến hòn đá chiếc da của ông ấy. Lão già Rimep nói rằng, mặc dù thứ nước cô đặc màu đỏ ấy chưa hoàn thiện nhưng nó đã ban cho quân đội rất nhiều sức mạnh trong cuộc chiến Isobo. Biết được con người có thể chế tạo ra hòn đá chiếc da, Aro rất vui mừng, nhưng mà chuẩn tướng Brand nói rằng những nghiên cứu đó là tuyệt mật và thuộc thẩm quyền của ông ta nên là siêu lùng ngoại hạng không được phép đến gần những tài liệu đó. Marco cũng đã bị quân đội áp giải đi ngay sau đó. Vì không muốn mọi công sức tan biến vào hư vô nên là Aro liền nhanh chóng đuổi theo. Scar, gã sát nhân đang truy lùng các giả kim thuật sư quốc gia, đột ngột xuất hiện và tấn công vào đoàn xe của lão già Rimep. Chỉ với một đòn duy nhất, hắn ta đã giết chết chuẩn tướng Grant, người mang danh hiệu là huyết thiết giả kim thuật sư. Biết được mục tiêu mà Scar nhắm đến là Marco, anh em nhà Rick ngay lập tức đưa ông ấy trốn thoát khỏi sự truy sát của hắn ta. Rất nhanh, Scar đã bám đuổi sát nút Aro với sức mạnh hủy diệt từ cánh tay phải của hắn. Rất may lúc này, một giả kim thuật sư quốc gia dưới trướng của Hughes đã có mặt để trợ giúp cho anh em nhà Eric. Ông ấy tên là Alex, người có biệt danh là cường thủ giả kim thuật sư. Sức công phá từ giả kim thuật của ông già có bắp này rất ư là kinh khủng. Lợi dụng tình hình lộn xộn, Eric là Alu liền đưa bác sĩ Marco trốn thoát khỏi đó thành công. Tập 15. Thiếu tá Alex bắt đầu trình diễn sức mạnh thể hình tuyệt đỉnh của bản thân. Không chỉ sử dụng giả kim thuật mà ông chú có bắp còn kết hợp với sức mạnh thể chất khiến cho Scar gặp bất lợi. Ấy vậy mà gã sát nhân cũng không phải là một người tầm thường. Giả kim thuật được chia làm 3 bước, một là thấu hiểu, hai là phân hủy, ba là tái tạo. Tuy nhiên, Scar chỉ dừng lại ở bước thứ hai, điều đó cho thấy sức mạnh của hắn ta chỉ gieo rắc sự hủy diệt. Sau cái chết của chuẩn tướng Grant, rất nhiều binh lính của quân đội được cử đến để điều tra. Hughes và Roy cũng tham gia vào cuộc điều tra này cho thấy Scar là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Họ tìm thấy thiếu tá Alex đã bị đánh bại và đang nằm bên dưới một đống đổ nát. Ông chú cơ bắp nói rằng Scar sở hữu làn da ngăm và đôi mắt màu đỏ, đó là đặc điểm của người Isobor. Bác sĩ Marco tiết lộ cho anh em nhà Auric biết cuộc chiến với người Isobor không phải là chiến tranh mà là cuộc thảm sát của quân đội. Isobor vốn là một bộ tộc ở miền đông, họ tôn sùng Isobar như đấng tạo hóa. Khi thấy những giả kim thuật sư có thể tạo ra những món đồ từ những vật chất khác nhau, bộ tộc này đã coi giả kim thuật là sức mạnh của ác quỷ. Chính vì sự bất đồng đó, chiến tranh giữa hai bên đã nổ ra. Để kết thúc cuộc chiến, quân đội đã cử các giả kim thuật sư quốc gia vào cuộc cùng với sức mạnh được khuếch tán từ thứ nước màu đỏ của bác sĩ Marco. Mọi thứ đã bị quét sạch chỉ sau một đêm. Và rồi vào một ngày nọ, một cặp vợ chồng bác sĩ dân thường đã bị giết chỉ vì cứu chữa cho người Isabel. Mà cảm tội lỗi vì những nghiên cứu của mình gây ra, Marco đã đào ngũ khỏi quân đội và đem hết tất cả tài liệu về hòn đá chiếc da đi mất. Để giúp vị bác sĩ già tạm thời trốn thoát khỏi sự truy đuổi của quân đội và Scar, Perua đã đề nghị ông ấy cùng trở về quê nhà của mình nơi có một vị kỹ sư Automail tên là Brockwell sống tại đó. Tuy nhiên, khi nghe đến cái tên này, sắc mặt của Marco thay đổi từ lo lắng sang sợ hãi. Tôi tại thay Scar cũng đang trên đường tẩu thoát và chạm mặt với anh em nhà Auric. Ngay lập tức, hắn ta định ra tay giết chết vị bác sĩ già nhưng mà Auric đã kịp thời ngăn cản tên sát nhân này lại. Với cánh tay của sự hủy diệt, Scar dễ dàng phá hủy thân thể của Auric và cánh tay Automail của Aero. Để bảo vệ cho em trai mình, siêu lùng ngoại hạng quyết định là sẽ hy sinh bản thân và mặc cho tên sát nhân muốn làm gì cậu ấy thì làm. Nhờ tìm hiểu qua một số tài liệu cổ xưa của người Isobo, Marco biết những vòng tròn chuyển hóa trên cánh tay của Scar sẽ phản ứng khi tiếp xúc với hòn đá chiếc da.
bằng cách hy sinh viên đá màu đỏ vì bác sĩ già đã tạm thời khiến cho tên sát nhân phải rút lui. Quân đội cũng đã phát hiện vị trí của anh em nhà Ulrich sau khi Scar trốn thoát. Thư ký của quốc trưởng nói rằng sẽ đảm nhận việc bảo vệ an toàn cho vị bác sĩ già và nghiên cứu của ông ấy. Trước khi ra đi, Marco tiết lộ cho Edo và Ariel biết lý do mà ông ấy không thể trốn về quê nhà của hai cậu nhóc được là vì cặp vợ chồng bác sĩ chết trên chiến trường năm đó có tên là Rob Bell. Tập 16. Trước khi ra đi, Marco đã để lại cho anh em nhà Ulrich một mảnh giấy có chứa thông tin về vị trí cất giấu nghiên cứu của ông ấy. Edo thì không muốn Roy hay là bất kỳ ai biết vì không chắc là có thể tin tưởng ở họ. Thân thể của Earl đã bị phá hủy sau cuộc chạm trán với Scar. Người duy nhất có thể sửa chữa cho cậu nhóc giáp sắt là Edo, nhưng để có thể làm được điều đó, trước tiên sư đoàn ngoại hạng phải tìm cách sửa lại cánh tay Automail của mình trước tiên. Vì lo lắng hai anh em nhà Ulrich sẽ gặp nguy hiểm nên là ông chú cơ bắp quyết định sẽ đi theo hộ tống bọn họ về quê nhà. Trong khi Edo cùng với Alex được ngồi tàu một cách thoải mái thì thằng em lại bị nhốt trong toa chở cù. Cái thằng lùng kia câu bộ mày làm anh tao hơi lâu rồi đó nha. Hizu đã tiết lộ cho Edo biết kẻ giết hại của bé Nina 3 năm trước không ai khác chính là Scar. Biết được thông tin này đã làm cho siêu lùng ngoại hạng rất phấn chấn, bởi giờ đây cậu ấy đã có thể trả thù cho cô bé tội nghiệp xấu số đó. Điều không hay đã tìm đến chỗ của Marco. Lút bằng cách nào đó đã đột nhập vào căn phòng của vị bác sĩ già đang ở mặc dù được quân đội bảo vệ rất nghiêm ngặt. Cũng giống như Edo, ả đàn bà này muốn ông ấy tiết lộ về nơi cất giấu những tài liệu liên quan đến hòn đá chiếc da. Từng là một người lính phục vụ trong quân đội, Marco liền thi triển giả kim thuật biến sang nhà thành một mũi giáo đâm xuyên qua người của Lút. Dù chúng một đòn chí mạng từ vị bác sĩ già mà ả đàn bà vẫn đứng vững như chưa có gì xảy ra. Edo đã bị bỏ quên tại một tàu ga và bị hiểu lầm là một gói hàng hóa bỏ đi. Lo lắng cho người em trai là Edo cùng với Alex đã nhanh chóng quay lại tìm kiếm cậu nhóc giáp sắt. Trong lúc tìm kiếm em trai, siêu lùng ngoại hạng bất ngờ bị tấn công bởi một cô gái nhỏ và bị cướp đi cái chân Automa. Ban đầu, cậu ấy có vẻ tức giận nhưng mà khi nhìn thấy một người đàn ông bị cụt chân gần đó, Edo đã bình tĩnh trở lại. Sau khi trò chuyện với ông chú già, siêu lùng ngoại hạng ngỏ ý là muốn giúp ông ấy chế tạo một chiếc chân Automa tương tự như của mình nhưng mà ông chú đã ngay lập tức từ chối. Ông chú cục chân cho rằng việc bị mất đi cánh chân trong chiến trận đã giúp cho ông ấy nhận ra được những thứ quý giá hơn, đó chính là tình cảm từ gia đình. Đó có thể gọi là trao đổi đồng giá tương tự với giả kim thuật. Tuy nhiên, Edo thì không may mắn như vậy. Cậu ấy đã đánh đổi cả hai bộ phận của bản thân lẫn thân thể của đứa em trai nhưng mà thứ mà siêu lùng ngoại hạng nhận được chỉ có sự mất mát và đau thương. Edo đã gặp lại Alan sau khi chia tay với ông chú già. Dù cuộc nói chuyện giữa hai người họ không vui vẻ gì mấy, nhưng mà có lẽ như là nhờ vào cuộc nói chuyện đó, siêu lùng ngoại hạng nhận ra thứ gì thực sự quan trọng đối với bản thân cậu ấy. Tập 17. Đã hơn 4 năm kể từ khi hai anh em nhà Ulrich rời khỏi quê hương, sự trở lại của Edo và Alo khiến cho hai bà cháu Robert rất vui. Hơn hết nữa, trở về cùng với hai cậu nhóc còn có một cây hài khét tiếng của Trung ương đi theo hộ tống. Sau nhiều năm xa cách nơi có nhiều kỷ niệm tuổi thơ, ngôi làng vẫn giữ được sự thanh bình như ngày nào. Bà Rockwell khi nghe thiếu tá Alex cho biết hai cậu nhóc vượt qua rất nhiều khó khăn và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết đã thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng hai đứa trẻ ngốc nghếch khi xưa đã trưởng thành. Là một người rất cuồng máy móc, Winry rất tò mò về chiếc đồng hồ giả kim thuật sư quốc gia sắc sảo mà Edo sở hữu. Biết được cô ấy muốn tìm hiểu những bộ phận bên trong chiếc đồng hồ nên là siêu lùng ngoại hạng và ngài thiếu tá cơ bắp đã ngay lập tức đánh chống lảng. Hàng quỷ này đúng là keyboard dễ sợ, người ta muốn mượn tí mà cũng không cho. Tối đó, Alo đã hỏi anh trai của mình về việc ký ức của cậu ấy đang rất mơ hồ. Có những chuyện về quá khứ mà cậu nhóc không thể nào nhớ nổi. Cũng cùng lúc đó, Edo định tiết lộ cho em trai của mình về một chuyện gì đó. Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì siêu lùng ngoại hạng không muốn nói điều đó cho Alo biết. Để giúp cho hai anh em không bị sượng chân, ngài thiếu tá cơ bắp nhận ra đó chính là lúc để phô diễn tài năng hài hước của bản thân. Gì mà tự nhiên cái xông vào phòng người ta rồi bắt người ta ngắm bầu trời đầy sao à? Sau khi được Winry và bà Robel sửa lại các bộ phận Automail, Edo cũng đã bắt đầu sửa chữa lại cơ thể chứa linh hồn cho người em trai của mình. Sau gáy của bộ giáp sắt có một dấu ấn được vẽ bằng máu của siêu lùng ngoại hạng. Thứ đó là vật trung gian giữa linh hồn của cậu em trai và bộ giáp. Bằng việc sử dụng giả kim thuật, Edo đã khôi phục lại cơ thể cho Alo mà không phải tốn quá nhiều công sức. Như thường lệ, trước khi rời khỏi quê nhà, hai anh em nhà Ulrich sẽ tập luyện với nhau để tăng khả năng chiến đấu. Để trợ giúp cho Edo và Alo, thiếu tá Alex bất ngờ xen ngang vào giữa trận đấu của hai người họ. Nhờ sự phối hợp nhuần nhuyễn và ăn ý với nhau, siêu lùng ngoại hạng cùng với cậu nhóc giáp sắt đã thành công đốn hạ được gã cơ bắp. Trong lúc anh em nhà Ulrich tập luyện thì Winry đã mở chiếc đồng hồ bạc của Edo và biết được bí mật giấu kín bấy lâu nay của cậu ấy. Siêu lùng ngoại hạng đã khắc rõ cái ngày mà cậu ấy cùng với em trai đốt ngôi nhà của mình. Điều đó cho thấy rằng Edo vẫn rất coi trọng nơi chôn rau cắt rốn của bản thân. Tập 18. Lutz và Scar bằng cách nào đó đã biết được bí mật của bác sĩ Marco được giấu ở thư viện chi nhánh số 1 nên là đã mai phục sẵn ở đó chờ đợi Edo cắn câu.
Do không cùng quan điểm với nhau nên là giữa hai bên đã nổ ra một trận chiến nảy lửa. Trung tâm chỉ huy đã triệu tập Alex về trụ sở để bảo vệ cho hai cậu nhóc trẻ tuổi. Ông ấy liền cử cấp dưới của mình là Maria và Tenny hộ tống bọn họ đến thư viện chi nhánh số 1 để điều tra. Tuy nhiên, khi Aro và Alex đến thư viện thì toàn bộ nơi đó đã bị thiêu rụi bởi một trận hỏa hoạn. Theo những gì Maria cho biết thì kẻ đã gây ra việc này là Scar, người đàn ông đang bị quân đội truy nã gắt gao. Hughes và Roy cũng đang bàn tán về sự việc này. Ông chú cùng con gái cho rằng vụ hỏa hoạn không chỉ có một mình Carl gây nên mà còn có một thế lực nào khác nhúng tay vào. Hơn hết nữa, ở Trung ương đang có một số kẻ cho rằng đại tá Paul Mustang có liên quan đến vụ rối loạn này. Mọi manh mối của hai anh em nhà Eric dần đi vào ngõ cụt khi mà toàn bộ tài liệu của bác sĩ Marco để lại cho họ đều đã bị đốt cháy. Hy vọng duy nhất của siêu lùng ngoại hạng chỉ còn dựa vào trí nhớ của Scar. Đó là một cô thư ký mọt sách đã bị sa thải cách đó không lâu. Quả nhiên cô nàng mọt sách nói rằng trong thư viện có tồn tại một số tài liệu liên quan đến bác sĩ Marco. Để có thể tìm lại những manh mối đó, Edo định dùng giả kim thuật để phục hồi lại nguyên trạng các cuốn sách bị đốt cháy của thư viện. Tuy nhiên, một cơn gió thoáng qua đã thổi bay toàn bộ hy vọng duy nhất của cậu ấy. May mắn thay, Shaka nói rằng cô ấy có thể nhớ chi tiết của từng cuốn sách dù chỉ đọc qua một lần. Để giúp cho siêu lùng ngoại hạng có được những thông tin quý giá đó, cô nàng mọt sách đã ghi chép lại toàn bộ những thông tin có liên quan đến bác sĩ Marco. Ngay khi có được tài liệu của vị bác sĩ già, hai anh em liền bắt tay vào việc điều tra những ghi chép của ông ấy. Thế nhưng sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu thì cả Ero và Alo đều lâm vào bí tắc bởi những mật mã mà Marco để lại quá phức tạp. Sự xuất hiện của Hughes đã làm dấy lên hy vọng cho hai anh em nhà Eric. Để mua chuộc ông chú này, Ero đã giới thiệu Saka, một cô thư ký có trí nhớ siêu cấp Flip Pro về làm việc cho chúng ta. Đổi lại, hai anh em họ sẽ được thoải mái nghiên cứu mà không bị làm phiền. Scar sau trận chiến với Luke đã bị trọng thương nặng nề. Nhờ sự chạm trán này, gã sát nhân mới biết được thân phận thật sự của ả đàn bà kia là một Homunculus. Này là về chủng tộc này thì mình sẽ giải thích cho các bạn ở những tập sau nha. Tại thư viện, cuối cùng anh em nhà Oryx đã hiểu được tại sao những tài liệu về hòn đá chiếc da được gọi là nghiên cứu ác quỷ. Nguyên liệu được có thể chế tạo ra hòn đá có quyền năng trong giả kim thuật chính là mạng sống của con người. 89. Biết được việc hòn đá chiếc da được tạo ra từ rất nhiều mạng sống của con người, anh em nhà Oryx đã rơi vào tuyệt vọng. Công sức của họ đánh đổi suốt nhiều năm trời cuối cùng lại quay trở về con số 0. Những lúc như thế này, thậm chí Ado còn chẳng quan tâm đến sự động viên của đứa em trai mình. Hiểu rõ tâm trạng của siêu lùng ngoại hạng, Mara đã an ủi cậu ấy một cách dịu dàng. Sự động viên đến từ một người đứng tuổi đã giúp cho tinh thần Ado phấn chấn trở lại. Một lần nữa cậu ấy quyết định là sẽ không bỏ cuộc và theo đuổi mục tiêu đến khi kết thúc mới thôi. Siêu lùng ngoại hạng tin rằng những thông tin của Marco chỉ là lý thuyết suông, bởi từ trước đến giờ vị bác sĩ già vẫn chưa thể tạo ra một hòn đá chiếc da hoàn hảo. Theo những manh mối mà vị bác sĩ già để lại thì vẫn còn một bí mật ẩn sau sự thật. Theo những dữ liệu mà anh em nhà Eric có được thì để chế tạo hòn đá chiếc da, cần có một cơ sở nghiên cứu đủ lớn. Ngay lập tức bọn họ liền điều tra trên bản đồ và phát hiện ra phòng thí nghiệm số 5, một nơi đang bị bỏ hoang là địa điểm đáng nghi ngờ nhất. Bởi vì kế bên nó là một nhà tù, trùng hợp thay nguyên liệu để chế tạo hòn đá chiếc da lại là rất nhiều sinh mạng của con người. Theo như những gì mà siêu lùng ngoại hạng tin thì rất có thể những tử tù sẽ không bị đem ra xét xử mà họ sẽ trở thành nguyên liệu sống cho việc chế tạo hòn đá chiếc da. Để tiến gần hơn với sự thật được ẩn giấu, tối đó hai anh em nhà Oryx đã âm thầm trốn ra khỏi thư viện để đích thân đến phòng thí nghiệm số 5 điều tra. Cùng lúc đó, Scar đã đột nhập vào thư viện và biết được đường đi nước bước của hai anh em họ và nhanh chóng đuổi theo. Quả nhiên, những gì mà Oryx suy đoán đã đúng, phòng thí nghiệm số 5 vẫn đang hoạt động một cách mờ ám mặc dù trên giấy tờ nó là một khu vực bị bỏ hoang. Khi tiến sâu vào bên trong, những kẻ bảo vệ của cơ sở này đã ra mặt để tiếp đón siêu lùng ngoại hạng. Cùng lúc đó bên ngoài nhà tù, Aller cũng đã chạm mặt với đối thủ của mình. Lợi thế đã nghiêng về phía tên bảo vệ của phòng thí nghiệm khi mà cánh tay automail của Edo không thể hoạt động hết công sức vì thiếu mất một chi tiết mà Winry đã quên gắn vào. Điều khiến siêu lùng ngoại hạng ngạc nhiên hơn hết là những kẻ bảo vệ nơi này có một cơ thể giáp sắt tương tự như là Aller, em trai của cậu ấy. Tập 20. Biết được đối thủ có một cơ thể giáp sắt đã trở thành lợi thế của Edo bởi vì cậu ấy đã từng chiến đấu với em mình rất nhiều. Tên bảo vệ tiết lộ hắn là tù nhân số 48. Thay vì bị xử tử, tên tù nhân này đã trở thành vật thí nghiệm của việc biến đổi con người. Số 48 tin rằng hắn ta là một kẻ bất tử không thể nào bị giết. Nhưng múa rìu thì làm sao mà qua được mắt thợ. Edo biết rõ huyết ấn là thứ liên kết linh hồn của tên tù nhân với bộ giáp. Chỉ cần phá hủy huyết ấn đó thì hắn ta sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên, dù bị lộ điểm yếu nhưng mà số 48 lại không hề hoảng sợ mà còn tỏ ra khoái chí. Là một tên sát nhân hàng loạt từng giết vô số loại người thì chiến đấu với một đứa nhóc miệng còn hôi sữa không hề khó khăn gì với tên tù nhân này.
Trong khi Edo gặp bất lợi trước đối thủ thì ngược lại, Edo với cơ thể giáp sắt cậu ấy đã hoàn toàn áp đảo được tên đồng bọn của số 48. Tên tù nhân chiến đấu với cậu nhóc giáp sắt nói rằng hắn mang số hiệu 66 và biệt danh khi còn sống của hắn ta là kẻ chặt người Perry. Với tình trạng bị thương cùng với cánh tay automat có vấn đề, Edo đang bị số 18 dồn vào đường cùng. Bằng sự tinh ranh vốn có, siêu lòng ngoại hạng dùng giả kim thuật tạo ra một hình nhân giả để đánh lạc hướng đối thủ, cùng lúc đó là ra đòn quyết định chặt phăng cái đầu của hắn ta. Đánh bại được đối thủ trong một chiêu đã làm cho Edo mất cảnh giác. Cậu ấy không hề biết rằng cơ thể của số 48 không chỉ có một mà tận hai linh hồn trong cùng cơ thể. Tên sát nhân kẻ thái lát thật ra là một cặp anh em chứ không phải là một người như siêu lùng ngoại hạng vẫn tưởng. Trong khoảnh khắc đối mặt với cái chết, thì đột nhiên Scar xuất hiện và tấn công tù nhân số 48. Vì thua trận nên là tù nhân đã đề nghị Edo phá hủy cơ thể giáp sắt và tiêu diệt hắn ta hoàn toàn. Rồi tự nhiên đang thu tới khúc này trời mưa và trời. Và mọi người ráng nghe nha, hy vọng là sẽ không ảnh hưởng đến quá trình thu âm. Tiếp tục nè. Siêu lùng ngoại hạng đã ngay lập tức từ chối lời đề nghị này bởi từ trong đáy lòng cậu ấy vẫn xem tù nhân số 18 là một con người. Nếu mà phủ nhận điều đó thì không khác nào Edo coi em trai mình là một con quái vật. Kẻ chặt người Perry đã tiêm nhiễm vào đầu của Allo một thông tin mờ ám, mục đích là để khiến cậu ấy bị mất toàn bộ ý chí chiến đấu. Tù nhân 66 nói rằng cơ thể giáp sắt của Allo lẫn ký ức của cậu ấy chỉ là một thành phẩm giả tạo do Edo tạo ra. Tập 21. Nhận ra cậu nhóc giáp sắt bị mất ý chí chiến đấu, Perry được đà lấn tới nhằm tiêu diệt sự tồn tại của Allo. Không biết vì lý do gì mà Scar một lần nữa lại có mặt để hỗ trợ cho anh em nhà Eric. Nhìn thấy những vòng tròn chuyển hóa trên tay của Scar, Perry đã tỏ ra ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Vì muốn biết những thứ được in trên cánh tay phải của mình là gì, gã mặt sẹo toan tấn công tù nhân số 66. Để thoát khỏi sự tấn công của Scar, Perry đã kích hoạt một hệ thống được ẩn giấu sau bức tường gần đó khiến cho cả vòng thí nghiệm số 5 rung chuyển. Từ sau bên trong hồng ngục, một kẻ nguy hiểm được giải thoát sau 130 năm bị giam cầm. Biết được Edo đến phòng thí nghiệm số 5 để tìm kiếm bí mật của hòn đá chiếc gia nên là linh hồn của người anh trong thân thể của bộ giáp sắt đã quyết định chỉ cậu ấy lối vào nơi nghiên cứu và chế tạo của vật thể màu đỏ. Khi thấy linh hồn của người em đang định tự hủy, siêu lùng ngoại hạng liền cố gắng ngăn cản hắn ta. Nhưng chẳng ai muốn sống trong một cơ thể bị coi như là một con quái vật cả. Bằng việc phá hủy huyết ấn sau gáy của bộ giáp sắt, linh hồn của người em đã được giải thoát khỏi sự trừng phạt của giả kim thuật. Trong lúc tiến vào phòng nghiên cứu bí mật, rất nhiều sinh vật được gọi là Chimera lao ra tấn công Edo. Bất ngờ hơn hết, vua của bọn chúng không ai khác chính là Chóe Mệnh giả kim thuật sư, kẻ đã đem con gái của mình ra làm vật thí nghiệm. Scar không chỉ căm thù giả kim thuật sư quốc gia mà còn rất ghét sự tồn tại của hòn đá chiếc gia, bởi chính vì nó mà toàn bộ người dân Isbo đã bị hủy diệt. Trước đó rất lâu, anh trai của gã mặt sẹo vì nghiên cứu hòn đá chiếc gia nên đã bị tẩu hỏa nhập ma. Và cũng chính là vì lý do đó mà Scar phải mang những dấu ấn của quỷ trên cánh tay phải của mình. Tucker, sau khi bị bắt thì ông ta đã tự thí nghiệm bản thân thành một con Chimera gớm ghiếc. Vì không thể chuyển hóa con người nên là Chóe Mệnh giả kim thuật sư âm mưu chế tạo ra những phiên bản Chimera có hình dạng giống với cô bé Nina. Tucker đưa Edo đến một phòng thí nghiệm chứa một lượng lớn nước màu đỏ có thể chế tạo ra một hòn đá chiết gia hoàn hảo. Tuy nhiên, để chế tạo thành công thì cần phải có một giả kim thuật sư đặc biệt, và người mà Chóe Mệnh giả kim thuật sư đang nói đến chính là Edo. Tập 22. Trận giữa Scar và Homunculus một lần nữa diễn ra. Tuy nhiên dù sở hữu sức mạnh hủy diệt của cánh tay phải nhưng mà gã mặt sẹo vẫn bị Rostroni áp đảo. Cùng lúc đó, Halo đang bị đe dọa bởi Luke. Tồi tệ hơn nữa là gã tham ăn đã quay trở lại và bắt đầu tấn công cậu nhóc giáp sắt. Với trách nhiệm là phải đưa em trai hồi phục lại cơ thể, Edo lúc này bắt đầu thi triển giả kim thuật sư để chế tạo ra hòn đá chiếc gia. Để chắc chắn về việc mình làm, siêu lùng ngoại hạng đã cùng với Tucker đi kiểm tra tầng trên nơi có một bể chứa khổng lồ chứa những dung dịch màu đỏ. Cậu ấy không biết rằng đằng sau những chiếc bể chứa ấy là vô số sinh mạng tù nhân vô tội chuẩn bị trở thành nguyên liệu cho nghi thức chế tạo hòn đá chiếc gia. Để bắt đầu cuộc thí nghiệm, Edo đã dùng giả kim thuật vẽ một vòng tròn chuyển hóa có 7 góc. Điều đó chứng tỏ siêu lùng ngoại hạng biết mình cần làm gì để cuộc thí nghiệm có thể thành công. Ở phía trên, đám tù nhân bắt đầu xôn xao và sợ hãi. Trong số những kẻ đó, có một tên tỏ ra vô cùng bình thản. Hắn ta được các tù nhân khác gọi là Hồng Liên giả kim thuật sư. Bằng cách chuyển hóa kim loại trong cơ thể của người khác kết hợp với một lượng nhỏ chất hữu cơ kim liên có thể chế tạo ra một quả bom sinh học bằng giả kim thuật. Để chứng minh, hắn ta liền cho nổ một tù nhân khiến cả tầng trên đổ sập xuống. Cũng nhờ điều này mà Edo nhận ra cậu ấy đang bị Tucker dụ dỗ thực hiện thí nghiệm trên mạng sống của con người. Envy, một tên Homunculus xuất hiện trong hình dạng của chuẩn tướng Grain nhằm làm cho siêu lùng ngoại hạng phân tâm. Thế nhưng mà trước đó Edo đã chứng kiến tận mắt việc Grain bị sát hại nên là hình dạng này không thể đánh lừa cậu ấy. Lut cùng với Rutri cũng đã có mặt ngay sau đó.
Á đăng ba tượng trưng cho sự ham muốn, Lutz muốn siêu lùng ngoại hạng phải tiếp tục quá trình tạo ra hòn đá chiếc da, nếu không em trai của cậu ấy sẽ bị giết để làm gương. Vì muốn bảo vệ cho Alo, Edo đã tái tạo lại trần nhà và một lần nữa chuẩn bị tiến hành thí nghiệm, dù biết rằng sẽ phải hy sinh toàn bộ mạng sống của các tù nhân ở đó. Là một người tốt, đến cuối cùng, siêu lùng ngoại hạng vẫn không thể xuống tay với các tù nhân. Để chờ giúp cho Edo, Scar đã phá hủy những bể chứa thứ nước màu đỏ. Chớp lấy thời cơ đó, siêu lùng ngoại hạng định đưa em trai mình trốn thoát khỏi đó, nhưng mà khi tiếp xúc với một lượng lớn nguyên liệu chế tạo hòn đá chiếc da, sức mạnh giả kim thuật của Edo bắt đầu bị mất kiểm soát. Hughes dưới sự chỉ huy của quốc trưởng đã nhanh chóng đến phòng thí nghiệm số 5 để giải cứu cho anh em nhà Eric. Để giúp siêu lùng ngoại hạng có thể bình tĩnh trở lại, Maria đã liều mạng lao vào ôm chầm lấy cậu ấy. Quả nhiên điều này đã thành công, ngắt được nguồn sức mạnh đang mất kiểm soát của cậu. Và phần 2 của chúng ta sẽ tạm ngưng tại đây rồi mọi người ơi. Những diễn biến ly kỳ gì sẽ xảy ra tiếp theo thì mời mọi người cùng chờ đợi với tụi mình nhé. Vào video lần sau, hẹn gặp lại mọi người ở thời gian sớm nhất. Bye bye.